rồi cô Vy ăn nha. Cô Vy, vào đây. Nè, bây giờ mẹ cho vào nồi nè. Ôi nhiều nhờ. Rồi. Nếp này bị ngâm với lại hoa đậu biếc với cô Vy ạ. Màu đẹp không? Ăn thử hả? Để ăn được đâu? Rồi. Này, cho mình nếp nha. Này, hàng ở đây nha. Để mình mở nắp lên nè. Cái này. Ngon nhờ. Để mình gọi anh Bình và ăn cùng với hai mẹ con ta nha. Bình ơi. Con vô đây ăn xôi này. Con biết rồi đấy. Cô Vy ơi, cô Vy lại đây. Mẹ ăn xôi xong rồi nè. Phải chừng nóng quá. Ăn xôi nha. Dạ. Này. Cô Vy đang ăn xôi không cô bé? Cô thích ăn mần cung. Mẹ lấy cái con xôi bỏ vào xôi, bỏ xôi vào xong mẹ ép vào ăn không mẹ? Đúng rồi. Con thích ăn xôi kiểu này. Con đã thích ăn xôi với muối đậu phộng rồi, con thích ăn xôi như thế này. Ừ, đợi mẹ xíu nha. Nó biết mẹ biết làm như này. Ép mấy cái không chỗ được xuống, còn mấy cái chỗ không được mẹ lấy ra. Ừ. Hãy chờ xem tác phẩm của mẹ nha. Dạ. Có biết tác phẩm của mẹ cái thành công không? Có chứ. Con phải nói mẹ ơi, mẹ cố gắng lên chứ. Hãy để chờ xem tác phẩm của mẹ nha. Mẹ phải làm thẳng y chang người ta luôn. À. Mẹ nếu mà mẹ ép mạnh thì cho con ép cũng vẫn mạnh. Chuẩn bị phép tập quyền em cái đi. Này cô Vy chơi đi. Đây mẹ đã xôi ra rồi nha. Dạ. Con phụ mẹ hả? Giỏi quá. Hình bông hoa này. Mẹ đưa con làm cho. Con phụ mẹ. Nhưng mà con để vào đây. Cô Vy ngồi ngoan nè con. Ui mẹ để như này hợp lý lắm này. Mẹ một cái không có cái có này. Cái này bị ngược rồi nè. Mấy cái này bị ngược. Con không kịp. Rồi các bạn ngồi đây nha. Trung Quốc bánh. Không phải đâu, con không thể được, con không được nói như thế. Bánh. À, ngồi đây. Ngon quá. Chờ tay. Mẹ đã làm thành công. Giỏi không? Nhưng mà, thật ra nó không ra bông hoa. Cũng hơi hơi bông hoa nè con. Này nè. Cũng hơi hơi có một tí đấy. Nhưng mà này không ra lắm. Đẹp không? Nhưng mà nhìn mấy cái này nhìn đẹp lắm luôn á mẹ. Giống như bông hoa sen á. Rồi còn xuống này ăn nào. Lấy cho mình và cô Vy ăn nha. Dạ. Cô Vy xin đi. Cho mình nè con. Xin mẹ nè. em xin mẹ, rồi, cảm ơn nha. Ngon. Ở đây, để mẹ thử một cái nào. Ngon.
ăn mắt một lỗ luôn. Ngon đúng không? Màu cũng đẹp nữa. Màu xanh cô thích. Bình ăn giỏi hết. Mẹ con nghe lại nó cho mẹ con bi nhá mẹ. Để cho con nữa chứ. Con cho con bi nè. Rồi cảm ơn anh Bình đi. Mẹ uống đi. Con uống trước đi.